Vâng, sau đây em sẽ test con Builder dòng Reserver có công suất rất là lớn, 330W chạy 8 sò sét Toshiba chữ đỏ, con mã là QX8000. Con này rất là đẹp nha các bác, đẹp trên 90%. Em này được các em này chạy 4 nguồn điện, điện 100V này, 120V, 220V, 240V. Các bác muốn xài điện nào các bác chỉ cần chuyển cầu nha, phải chuyển cầu mình mới xài được. Và thứ hai, em nói là hàng từ Mỹ về nha các bác. Hàng từ Mỹ về nó thường thường là 4 nguồn điện nha, xuất Mỹ đó các bác. Đấy, con ngoại hình là rất là đẹp nha. Và em này rất là tiện lợi cho anh em chơi nhiều loa. Và các bác có thể chỉnh từng kẹp riêng biệt bass trap nha, có low net nha. Đấy, đầy đủ. Chạy hai cầu loa A, B hoặc A cộng B, đánh bằng hai cặp nha các bác. Chỉnh bass trap riêng biệt luôn, rất là hay. Con này là giá 10 triệu bao ship nha. Đẹp long lanh luôn. Rùi gang 7 màu, rùi gang em sẽ để hình ở phía sau video. Sau đây mời các bác nghe thử một ca khúc em nó thể hiện rất là mộc mạc. Con này mình các bác nghe những nhạc B5 thì tuyệt vời. Các bác cứ alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Con này rất là đẹp để anh em sưu tầm, đánh với những cặp loa 4 tấc của Sansui, Pioneer hoặc là những cặp loa Mỹ, KLH vân vân, AR. Nên rất là tốt, màn hình rất là đẹp. Anh về thăm anh.
yêu con này thì alo cho em nha, rất là đẹp nha, nghe hai bài rất là tuyệt vời.